À, chào các bạn, mình là Đạt và hôm nay mình sẽ tiếp tục bài hướng dẫn siêu âm cộng của mình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một số ngẫu nhiên. Trong quá trình lập trình thì đôi khi bạn sẽ phải tạo ra những con số ngẫu nhiên để phục vụ cho cái việc test một cái gì đấy, hoặc là để tạo ra một cái cơ sở dữ liệu mà các bạn không thể gõ bằng tay suốt cả ngày được. Thì ví dụ bạn muốn tạo ra 1 triệu con số ngẫu nhiên thì bạn không thể ngồi gõ bằng tay được, thì đây là cách để tạo ra những con số ngẫu nhiên. Thì số ngẫu nhiên thì các bạn cứ gõ hàm ngẫu nhiên là hàm là random đúng không? Thì đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thì các bạn khi mà các bạn muốn làm một cái gì đấy thì các bạn hãy Google trước, để bạn gõ random siêu cộng bằng search thì nó sẽ ra là cái hàm random này. Thì mình đã mở sẵn ở đây. Thì ở trong hàm random này nó sẽ có hướng dẫn cách sử dụng hàm random như thế nào. Ví dụ như làm sao các bạn có thể, cách mà dễ nhất là các bạn cứ coi cái hàm, ok, nhìn vào cái cấu trúc hàm như thế này, có thể là ban đầu khó hiểu nhưng mà ok, cuộn xuống ở dưới copy của chúng ta chạy thử một cái là được ha. Thì đây là cái cách cách làm. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn cách làm như thế nào. Bây giờ mình ghi số ngẫu nhiên đi bằng random. Rồi bây giờ mình sẽ in ra cái số ngẫu nhiên này. Ok, in ra số ngẫu nhiên xuống hàm. Rồi mình sẽ in thử cho các bạn số ngẫu nhiên. Đây nó đang con số 41. Rồi thì bây giờ mình sẽ làm một cái phòng lập for để cho nó in ra nhiều con số ngẫu nhiên. Y bằng 0 đi, y bé hơn 10, y cộng cộng y bằng mén, bằng mén. Rồi, ok. Hôm nay cái bàn phím về cái gì đó, gõ lung tung chân. Rồi, giờ mình sẽ chạy thử cái thằng này. Rồi nó sẽ ra được những con số ngẫu nhiên. Mình tắt đi. Mình sẽ cho các bạn thấy một cái điều rất là đặc biệt ở đây, là khi mình tắt đi cái màn hình bên nãy mà mình chạy lại thì nó sẽ vẫn ra con số 41. Nãy giờ mình có thấy con số 41 đây hoài đúng không? Sau đó sẽ là số 18467 như thế này. Nó cứ như vậy hoài thôi, các bạn cứ chạy random như thế này là cứ ra con số như thế này hoài thôi. Vậy thì nó đâu random xíu nào đâu. Thì thực tế cái hàm random này là nó muốn thực thi được á thì nó phải có một cái thuật toán để nó tạo ra những con số random. Và để mà tạo ra con số random á thì không thể nào mà ngẫu nhiên, nghĩa không phải ngẫu nhiên mà nó tạo ra những con số random được. Nó phải có một cái con số gọi là con số làm mốc. Thì con số làm mốc đó gọi là cái nhân, cái six trong 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 tiếng Anh nó gọi là cái nhân. Để từ cái nhân này thì nó sẽ tạo ra những con số khác nhau. Rồi ok, thì để mà tránh cái trường hợp là mỗi lần mà mình cứ chạy lại hành trình này nó lại sinh ra những cái chuỗi số y chang nhau thì mình sẽ làm như thế này. Mình sẽ làm trước rồi xong sẽ nói các bạn lý do tại sao. Bây giờ mình đặt address bằng bằng một đi, mình vẫn để address bằng một. Cái hàm này là cái hàm như mới nãy mình nói, để mà nó tạo ra những con số random thì nó cần phải có một cái hàm để nó cấp một con số gọi là con số nhân, con số gọi là cái nhân của cái chương trình random này nè. Ví dụ mình để con số 1 đi, khi mình chạy con số 1 ở đây thì nó sẽ ra y chang tất cả con số, tất cả là y chang. Bây giờ mình đặt con số 2. Đặt số 2 nó sẽ có một chút khác khác. Như này đây, 45 à, mới là 41 giờ 45. Thì khi mình đặt mình đổ con số ở đây á, con số nhân ở đây nè. Đó, cái nhân ở đây á thì cái cả hàm random này sẽ sinh ra con số khác nhau. Thì cái hàm random này đã được người ta cài đặt là ok, với cái hàm này, hàm random này thì nó cần một con số để làm cái gọi là cái mốc. Khi mà con số mốc nó bằng 1 thì nó sẽ sinh ra con số thì bắt đầu là 41 chẳng hạn. Nếu mốc bằng 2 thì sẽ 45 chẳng hạn. Thì nó có một cái thuật toán dựa vào con số này để nó tạo ra những con số khác nhau. Rồi, thì bây giờ mình sẽ thử đặt con số 100 đi, thì nó ra con số khác nhau không? Đây các bạn xem, đây thì nó ra con số rất là khác đúng không? Thì bây giờ giả dụ như mình muốn là mình chỉ in ra cái con số trong khoảng từ 10, từ 0 cho tới 10 đi, thì mình làm sao? Thì con số này là con số rất là lớn đúng không? Thì mình chỉ việc lấy con số này mình chia lấy dư 110 đi, chia lấy dư 110 mình in ra. Đấy, là được thôi. Thì ở đây là 56 gì đấy, mình chia lấy dư ra 110 là xong. Thì ở đây để cho nó ngắn gọn thì mình sẽ lấy luôn cái hàm này bỏ vào đây, không cần cái biến trung gian nào mình giữa nữa, mình chạy luôn như thế này. Thì là sẽ in ra những con số mà trong khoảng từ 0 tới 10, tại vì đây là phép toán lấy dư. Đó, cái như các bạn biết phép toán lấy dư chứ, gọi là phép mốt á, trong máy tính bỏ túi các bạn bấm phép mốt là lấy phép toán lấy dư. Và bây giờ bạn muốn giả dụ bạn muốn lấy trong khoảng từ, ví dụ như từ 10 rồi đúng không? Cho mình muốn từ khoảng từ 20 cho tới 30 thì sao? Thì trong khi bây giờ cái con số của mình nó bắt đầu từ 0 và nó sẽ kết thúc cho tới là 9 đúng không?
Thì bây giờ mình muốn nó tăng lên trong khoảng là từ 20 cho tới 29 thì sao? Thì mình chỉ việc mình cộng cho 10. À quan trọng cộng cho 20 là được. Tại cái ngưỡng của thằng này nó đang từ 0 đến 9 đúng không? Thì mình giờ muốn tăng lên cái ngưỡng từ 20 đến 29, nghĩa là mình muốn chạy trong cái khoảng này thì mình lấy con số 10. À, mình lấy con số 20 mình cộng vào cái khoảng này là mình sẽ ra được cái số trong khoảng 20 đến 29 là cái đâu. Đấy. Thì đây là cách để tạo ra cái số từ 20 đến 29. Rồi, nhưng mà nếu mà cứ như vậy cứ mỗi lần mà mình phải thay đổi cái số số 100 này á thì cũng rất là mất thời gian, đâu hay ho gì. Thì bây giờ đây là một cái cách là các bạn sẽ tận dụng một cái mẹo như thế này. Cái mẹo này thì mình cũng thực ra là lúc mình học là thầy cô đã chỉ hết rồi, với lại trên mạng nó cũng chỉ rất là nhiều. À, thì mình chỉ sử dụng lại như thế này. Hai mẹo rất là đơn giản, mình chỉ muốn hướng dẫn một cách đơn giản thôi. Thì mình sẽ chạy thử ha, mình sẽ chạy thử cho các bạn thấy vấn đề thì sẽ là 20, 21, 25 gì đấy. Mình chạy tiếp lần nữa nó sẽ là 24, 23. Chạy tiếp lần nữa nó sẽ là 21, 29 gì đấy. Thì cái giá trị nó thay đổi đúng không? Cái này random thay đổi, tại vì sao? Tại vì nãy mình đã nói các bạn rồi, cái nhân này nè nó quyết định là cái con số random nó sẽ ra là như thế nào. Thì bây giờ mình để time 0 ở đây thì nó sẽ quyết định được điều đó. Ủa, vậy cái time 0 này là cái gì? Time 0 này là một cái hàm để lấy ra cái, nghĩa là theo trên 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 mạng, trên những cái trang hướng dẫn siêu cộng thì nói cái này nó sẽ đẩy ra cái số giây này mà nó bắt đầu từ năm 1970 cho đến hiện tại, nghĩa là từ năm 1970 cho tới hiện tại có bao nhiêu giây á, thì nó sẽ in ra, nó sẽ cho mình con số đó. Thì cứ mỗi lần mà mình F5 hoặc là mình chạy lại cái trình này một lần á thì nó sẽ tính ra cái số giây từ thời điểm 1970 cho tới bây giờ, thì cái số này thay đổi liên tục dẫn đến là cái nhân của thằng này nè, cái nhân của cái hàm random này nó thay đổi liên tục và làm cho cái hàm random này sinh ra con số khác nhau. Bây giờ mình chạy thử cho các bạn thấy ha. Đây, random là 24 đi. Chạy tiếp nó là gì, 8 23 tùm lum thế này đó, 9 1 1 2 3 đó. Thì ra những con số khác nhau dẫn dẫn đến là cái hàm random này, hàm hàm nhân random này nó sẽ ra những con số khác nhau và dẫn đến là cái hàm cuối cùng là hàm này nó sẽ tạo ra những con số khác nhau. Thì đây chính là cách mà mình tạo ra những con số random. Hy vọng là bài này nó cũng không quá khó hiểu, mà tại vì mình muốn đi nhanh thôi, tại vấn đề này cũng không có gì phức tạp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.